Ngày 19 tháng 1 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Ngọc Long, 31 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội và Phạm Văn Minh Mạnh, 22 tuổi, trú quận Tây Hồ về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Trước đó, ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện Mạnh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Mạnh đang giữ hàng chục tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng series. Sau đó, tổ công tác đã đưa Mạnh về trụ sở để làm rõ. Qua đấu tranh, Mạnh khai nhận số tiền trên đều là tiền giả mua của Đỗ Ngọc Long. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Trì đã triệu tập Long. Tại cơ quan công an, Long khai nhận số tiền giả này anh ta tự in bằng máy in màu và ép ni lông. Tổng số tiền giả Long đã bán cho Mạnh là 168 triệu đồng, mệnh giá 500.000 đồng. Công an huyện Thanh Trì đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.